Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Cùng với chung cư HH3, HH4 đang được đẩy nhanh thi công, chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền được khởi công sáng nay sẽ đưa nơi đây trở thành khu vực đô thị kiểu mẫu trong chỉnh trang đô thị của thành phố. Cháy lớn xảy ra sáng nay tại nhà số 54 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền khiến một người tử vong. Gần 20 năm qua, cuộc sống của người dân nằm trong dự án đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật mới, ngã năm sân bay Cát Bi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ khởi công công trình Golden Land 5, xây dựng khu chung cư HH1, HH2, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Tới dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở ngành địa phương. Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư HH1, HH2 được xây dựng trên mặt bằng toàn bộ 10 khu nhà chung cư cũ từ D9 đến D27 Đồng Quốc Bình, có quy mô cao 29 tầng và 1 tầng bán hầm với 1.030 căn hộ. Tổng mức đầu tư hơn 1.247 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Công trình được thực hiện trong 2 năm, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Với mong muốn được đóng góp trách nhiệm trong việc chỉnh trang đô thị, góp phần thay đổi diện mạo thành phố, xứng đáng là đô thị loại 1, văn minh hiện đại. Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy là chủ đầu tư, thực hiện hai chung cư 29 tầng HH3, HH4 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, đồng thời tiếp tục trúng thầu thực hiện dự án HH1, HH2. Chúng tôi đã phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành có liên quan chuẩn bị đảm bảo điều kiện để khởi công theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết đảm bảo triển khai công trình đúng tiến độ, đúng hồ sơ trúng tuyển, chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ đã được thiết kế, được Bộ Xây dựng thẩm định. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, thành phố đặc biệt quan tâm tới các hộ nghèo và các gia đình khó khăn về nhà ở. Những năm qua, thành phố đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cải tạo chung cư cũ, trong đó dự kiến trong vòng 7 năm, giai đoạn 2016-2023, thành phố sẽ thực hiện phá dỡ 178 chung cư cũ và xây dựng lại 18 chung cư quy mô từ 6 tầng đến 35 tầng và thực hiện cải tạo sửa chữa 27 chung cư còn lại. Theo số liệu thống kê, toàn thành phố có 205 chung cư cũ với gần 8.100 hộ đang sinh sống được xây dựng từ những năm 1960, trong đó có 178 chung cư cũ xuống cấp và nguy hiểm với trên 7.000 hộ dân khó khăn đang sinh sống. Trước tình hình trên và thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cải tạo chung cư cũ, trong đó sẽ dỡ bỏ 178 chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm để xây dựng các chung cư mới với tổng số trên 8.000 căn hộ. Cho đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng chung cư mới U19 Lam Sơn và N1, N2 Lê Lợi với gần 200 hộ dân đã quay về sinh sống ổn định. Với giá thuê nhà chỉ trên 10.000 đồng một mét vuông, trong khi giá thuê nhà tại các chung cư cũ hiện nay là trên 8.000 đồng một mét vuông. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đối với chung cư Đồng Quốc Bình gồm 48 chung cư cũ nằm trên khu đất có diện tích gần 20 hectare với gần 2.000 căn hộ nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi sử dụng. Thành phố đã quy hoạch lại và sẽ dỡ bỏ toàn bộ 48 chung cư cũ để xây dựng lại 4 chung cư mới trên gần 2 hectare đất với quy mô từ 23 đến 29 tầng. Trong đó có gần 2.500 căn hộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Trong đó, chung cư HH3, HH4 đã bắt đầu xây dựng từ tháng 3 năm 2018 với quy mô 23 tầng cao và gần 1.500 hộ, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, tức là sau 20 tháng thi công.
công trình chung cư HH1, HH2 khởi công ngày hôm nay với quy mô trên 1.200 tỷ đồng với 29 tầng cao và trên 1.000 căn hộ và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2020. Đặc biệt hơn là sau khi hoàn thành 4 chung cư mới này, sau khi các hộ gia đình chuyển về chung cư mới, thành phố sẽ dỡ bỏ các chung cư cũ còn lại, diện tích đất còn dư là gần 18 hectare, chỉ để xây dựng hạ tầng và công viên cây xanh, phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Như vậy, năm 2020 sẽ có khoảng 2.700 căn hộ chung cư mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cho gần 40% số hộ dân hiện nay đang sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp và nguy hiểm về chung cư mới sinh sống. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, với cách làm và đường hướng cải tạo chung cư cũ như vậy, có thể nói thành phố Hải Phòng là một địa phương đang dẫn đầu cả nước về cải tạo chung cư cũ kết hợp với chỉnh trang đô thị, đã được Trung ương khen ngợi và đánh giá rất cao. Ngày 24 tháng 1 năm 2019 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định đến năm 2030, Hải Phòng trở thành một thành phố công nghiệp phát triển hiện đại và thông minh, bền vững và tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, cơ bản đạt các tiêu chí của một đô thị đặc biệt. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng trở thành một thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu của châu Á và thế giới. Chính vì vậy, công tác cải tạo chung cư cũ kết hợp với chỉnh trang đô thị càng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cần phải đặc biệt quan tâm. Thành phố Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đến năm 2023 sẽ hoàn thành việc xây dựng mới trên 7.100 căn hộ để xóa bỏ 178 chung cư xuống cấp và nguy hiểm. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, để công trình hoàn thành trước tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành công cuộc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố, tôi đề nghị các sở ban ngành của thành phố có trách nhiệm phối kết hợp chặt chẽ với quận Ngô Quyền, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư phát triển thực hiện dự án. 2. Yêu cầu nhà đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực và công nghệ để đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước tiến độ vào cuối năm 2020, tức là sau 20 tháng thi công. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý chất lượng công trình và quản lý về an toàn lao động. 3. Yêu cầu các sở ban ngành của thành phố tiếp tục công tác chuẩn bị các thủ tục xây dựng các chung cư mới khác tại khu vực Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền và khu vực Nán Bè, quận Lê Chân, quận Hồng Bàng, quận Đồ Sơn và quận Kiến An để tiếp tục khởi công các công trình vào các thời gian gần nhất. Về phía lãnh đạo thành phố, tôi xin cam kết 1. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ trách nhiệm của thành phố đối với nhà đầu tư về các nội dung đã thể hiện trên hợp đồng đã được ký kết, tạo mọi điều kiện thuận lợi và sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, sẽ chủ động giải quyết mọi khó khăn vướng mắc về thủ tục và các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, để công trình được khởi công vào ngày hôm nay, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các sở, ban ngành thành phố, quận Ngô Quyền và nhà đầu tư đã chủ động triển khai các công việc từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các hộ dân đã có sự đóng góp tích cực trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án này. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin chúc các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Như vậy, trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình với 4 chung cư cao 29 tầng, khi hoàn thành sẽ đưa 2.500 hộ trong 48 chung cư cũ xuống cấp trước đây trở lại sinh sống. Với tổng diện tích khoảng 19 ha được quy hoạch để xây dựng các chung cư cao tầng, hạ tầng giao thông, công viên cây xanh và trường học, các công trình công cộng đồng bộ hiện đại. Trong tương lai, đây sẽ là khu vực đô thị kiểu mẫu trong chỉnh trang đô thị của thành phố.
Sau lễ khởi công, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ và tham quan căn hộ mẫu tại chung cư đang xây dựng HH3-HH4. Dự án có quy mô 29 tầng với 1.456 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Nhà thầu đang thi công tầng thứ 22 của tòa nhà HH3 và tầng 24 của tòa nhà HH4 với tiến độ từ 5 đến 6 ngày một tầng sàn. Dự kiến đến 30 tháng 4 tới, dự án chung cư HH3-HH4 hoàn thành toàn bộ phần thô. Phấn đấu đến quý 4 năm 2019 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Ban 2019. Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng nhiều đoàn khách quốc tế. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Hoa Ban không chỉ mang vẻ đẹp tinh khôi mà còn mang trong mình sức sống mãnh liệt. Loài hoa này đi vào đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên vùng đất Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, tạo nên vẻ đẹp riêng cho nơi đây. Cùng với những di tích lịch sử, văn hóa, Hoa Ban góp phần làm cho Tây Bắc Điện Biên trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Lễ hội Hoa Ban là thương hiệu du lịch đặc trưng, đặc sắc của Điện Biên, đã và đang góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh. Trong đó, những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Lễ hội Hoa Ban năm 2019 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3 với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc tại địa phương. Các hoạt động chính của lễ hội được tổ chức tại nhiều điểm trong thành phố Điện Biên Phủ. Trong khuôn khổ lễ hội còn có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019, phiên chợ vùng cao, giao lưu thi đấu các môn thể thao dân tộc, liên hoan dân ca dân vũ nhạc cụ các dân tộc, trưng bày quảng bá sản phẩm du lịch, liên hoan ẩm thực vùng Tây Bắc, thi xe đạp thổ và tải đạn. Đây là lễ hội thường niên được tỉnh Điện Biên Phủ tổ chức từ năm 2014, vào dịp đầu tháng 3 hàng năm, thời điểm hoa ban Tây Bắc bùng nở đẹp nhất. Lễ hội năm nay là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Hải Phòng đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn có các đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Trong không khí xúc động và thành kính, đoàn công tác của thành phố Hải Phòng dâng hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 65 năm. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ nằm cạnh điểm di tích lịch sử đồi A1 là nơi quy tụ hơn 600 ngôi mộ liệt sĩ và ghi danh hơn 5.000 liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1954. Đây là nhân chứng lịch sử nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Tích cực triển khai các giải pháp để khống chế dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng và kiểm soát tốt các nguồn có nguy cơ lây nhiễm. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến trong cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai huyện An Dương và Vĩnh Bảo vào sáng nay. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại gia đình bà Đỗ Thị Thế ở thôn Cữ, xã Lê Thiện, huyện An Dương và 4 hộ tại xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, trong ngày 16 tháng 3, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch của hai huyện An Dương và Vĩnh Bảo, đồng thời yêu cầu lãnh đạo hai địa phương tập trung bám sát cơ sở, kịp thời nắm diễn biến tình hình dịch bệnh, tiến hành phong tỏa các điểm dịch, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất và vôi bột tại khu vực chuồng trại, hố tiêu hủy lợn, lối đi lại và lối ra vào thôn, thắt chặt kiểm soát tại các chốt trạm kiểm dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố động viên chia sẻ các hộ có lợn bị tiêu hủy và khẳng định thành phố sớm có cơ chế hỗ trợ để các hộ chăn nuôi yên tâm ổn định hoạt động chăn nuôi. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến dự lễ bế mạc giải vô địch vật tự do thành phố Cúp báo Hải Phòng lần thứ 27 năm 2019. Giành 13 huy chương vàng trong tổng số 26 bộ huy chương, đơn vị chủ nhà là huyện Tiên Lãng xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn và giành Cúp báo Hải Phòng lần thứ 27.
Đây là lần thứ 22 huyện Tiên Lãng xuất sắc giành cúp báo Hải Phòng. Với 7 huy chương vàng giành được, đơn vị huyện Vĩnh Bảo đứng thứ 2 toàn đoàn. Đứng thứ 3 toàn đoàn là đơn vị huyện Kiến Thụy giành 4 huy chương vàng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao cờ đăng cai giải vô địch vật tự do thành phố lần thứ 28 năm 2020 cho đơn vị huyện Vĩnh Bảo. Vào hồi 9 giờ 55 phút hôm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 54 phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố, tính đến 19 giờ hôm nay, vụ cháy khiến một nạn nhân đã thiệt mạng. Hiện trường xảy ra vụ cháy có biển hiệu Hotel Sao Mai. Khu vực nguồn lửa tầng 1 được làm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ và da, chứa nhiều hàng hóa. Thiết kế của tòa nhà chỉ có một lối cầu thang lên xuống, mặt trước tòa nhà được phủ kín, khiến cho công tác cứu hộ gặp khó khăn. Chúng tôi biết là đám cháy lớn như vậy ở nhà cao tầng, chúng tôi đã phải ngay lập tức cấp báo cho công an quận Ngô Quyền và xin chi viện của các lực lượng, và như vậy là 6 xe chữa cháy và chuyên dụng cùng với hơn 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng đã nỗ lực chữa cháy. Quá trình chữa cháy để mà chống cháy lan thì chúng tôi triển khai sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì đã ngăn chặn cháy lan và triển khai cái việc cô lập đám cháy và sơ tán tài sản rồi đi tìm kiếm các cái nạn nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều động 6 phương tiện và 100 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành khống chế và dập cháy. Đến 11 giờ 15 phút, lửa bùng phát trở lại ở tầng 1 và lan sang các nhà trong ngõ 56 Lạch Tray. Đến 11 giờ 55 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để cháy lan sang các nhà xung quanh. Một nạn nhân ngạt thở được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chỉ đạo Công an thành phố và chính quyền quận Ngô Quyền tập trung khắc phục sự cố. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Trong phần tiếp theo của chương trình, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, ô nhiễm môi trường từ hoạt động xả thải của doanh nghiệp chưa bao giờ là vấn đề hết nóng. Giao thông hỗn loạn trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng. Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và khi đã có sự đồng thuận từ nhân dân thì việc gì cũng thành công. Câu chuyện về bí thư chi bộ Lê Chí Mâu ở phường Quang Trung, quận Hồng Bàng sau đây là một trường hợp như thế. Sau hơn 30 năm công tác trong ngành công an, khi nghỉ hưu, đồng chí Lê Chí Mâu được sự tín nhiệm của nhân dân và chính quyền địa phương nên đã tham gia nhiều lĩnh vực công tác ở cơ sở. Từ năm 2015, đồng chí là bí thư chi bộ tổ dân phố Lý Thường Kiệt 3, phường Quang Trung. Vai trò trách nhiệm của đồng chí bí thư phải làm tốt công tác vận động quần chúng, là làm công tác dân vận, phải thuyết phục nhân dân đồng tình ủng hộ với mình và vận động được cán bộ đảng viên trong chi bộ đồng thuận với cái chủ trương và những cái kế hoạch hoặc là cái chương trình cụ thể mà cấp ủy đặt ra cho chi bộ. Với trách nhiệm cao, lại nhiệt tình, tâm huyết với công việc của chi bộ tổ dân phố, đồng chí Lê Chí Mâu là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương tới nhân dân và được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cao. Để tham gia thực hiện dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, một trong những dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn, bí thư chi bộ Lý Thường Kiệt 3, phường Quang Trung, Lê Chí Mâu đã cùng chi bộ bàn nhiều biện pháp tuyên truyền đến nhân dân để nhân dân đồng tình tạo điều kiện cho các nhà thầu thực hiện dự án, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị trên tuyến đường Tam Bạc. Chi bộ còn là những người giám sát thi công dự án. Thì đồng chí Mâu là người gương mẫu đi đầu và thực hiện các phong trào chủ trương chung của Đảng ủy, Ủy ban nhân phường giao. Đồng chí Mâu là bí thư chi bộ ở đây phải nói là làm ăn là rất là tốt. Làm ăn nó quy mô cơ, cho nên là rất nhiệt tình, cho nên là công việc gì cũng trôi chảy hết tất cả. Không chỉ tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh, bí thư chi bộ Lê Chí Mâu còn phát huy kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành công an, tích cực tham mưu nhiều mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, như mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng chống trộm cắp xe máy, phong trào chống cháy nổ trên địa bàn phường, đạt hiệu quả cao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Là người có trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, nên những chủ trương của chi bộ đưa ra đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng địa phương phát triển kinh tế xã hội.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng với truyền thống lâu đời, nổi tiếng với nhiều chủng loại xi măng chất lượng cao nên từ lâu được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng. Năm 2019, công ty sẽ kỷ niệm 120 năm xây dựng và phát triển. Vì vậy, để đánh dấu cột mốc lịch sử đáng nhớ này, vừa qua công ty đã thay đổi thiết kế bao bì sản phẩm theo phong cách tối giản, dễ nhận biết thương hiệu, sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Với dây chuyền hiện đại của hãng F.L. Smith, Đan Mạch, chế tạo, cung cấp, công ty Vicem Hải Phòng mỗi năm sản xuất được từ 1,7 đến 1,8 triệu tấn xi măng, vượt công suất thiết kế từ 300 đến 400.000 tấn. Hiện nay, công ty có trên 500 cửa hàng đại lý tại Hải Phòng, hơn 400 cửa hàng và hơn 20 bến bốc cung cấp xi măng ở các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Với thương hiệu và uy tín đã được khẳng định, các sản phẩm xi măng của Vicem Hải Phòng luôn được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Dù trên thị trường có nhiều loại xi măng, trong đó có cả những sản phẩm xi măng cố tình in bao bì mẫu mã sản phẩm tương tự của công ty xi măng Vicem Hải Phòng để đánh lừa người tiêu dùng. Thời gian gần đây là trên thị trường nó có xuất hiện một cái sản phẩm là xi măng rất là giống xi măng của Vicem Hải Phòng, nhưng mà không phải là xi măng của Vicem Hải Phòng. Nhưng mà khách hàng hỏi tôi thì tôi vẫn tư vấn cho khách hàng là nên dùng cái loại xi măng của Vicem Hải Phòng vì chất lượng là rất là tốt và được người tiêu dùng từ trước đến giờ rất tín nhiệm và đã có truyền thống bề dày là 120 năm tuổi. Đừng nhìn em. Với mục tiêu không ngừng phát triển trên nền tảng truyền thống, công ty Vicem Hải Phòng với hơn một thế kỷ đồng hành cùng các công trình của thành phố và đất nước, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm xi măng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời chủ động đổi mới mẫu mã, thiết kế bao bì sản phẩm để dễ nhận biết, thân thiện với môi trường và mang tính thẩm mỹ cao. Nhưng tất cả vẫn dựa trên giá trị cốt lõi, không thay đổi theo thời gian, đó là uy tín, chất lượng và dịch vụ luôn bảo đảm tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong mục theo dòng thời sự tuần trước, chúng tôi đã phản ánh tình trạng xả thải trái phép ra sông Dế của công ty trách nhiệm hữu hạn Bruxa Việt Nam ở xã An Đồng, huyện An Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, ô nhiễm môi trường chưa bao giờ là vấn đề hết nóng. Trong mục theo dòng thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị những góc khuất về thực trạng này. Trước hết mời quý vị đến với phần điểm sự kiện nổi bật trong tuần qua phần trình bày của biên tập viên Ngọc Lai. Xin mời anh Ngọc Lai. Xin cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hoàng và Thiên Trang. Thưa quý vị, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 18 tỉnh thành phố với tốc độ rất nhanh. Tại Hải Phòng, 6 quận huyện là Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Dương, Vĩnh Bảo, Dương Kinh và Kiến Thụy với tổng số 490 hộ, 124 thôn, 43 xã phường. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là hơn 7.000 con. Như vậy, sau hơn 3 tuần kể từ lần đầu tiên phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, đến nay dịch đang lan rộng và phát triển khá nhanh. Mặc dù thành phố, các sở ngành và địa phương đã tích cực phòng chống và ngăn chặn dịch bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, dịch dễ lây lan, phát triển nên dịch vẫn chưa được khống chế. Hải Phòng là địa phương có số lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy nhiều thứ hai trong số các tỉnh thành phố có dịch. Kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 3, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh, công trình thuộc dự án đường Hồ Sen cầu Giàu 2 đã đi vào hoạt động. Xe ô tô các loại được phép lưu thông qua cầu. Với mật độ giao thông dày đặc trên tuyến, đặc biệt tại khu vực nút giao đang thi công, việc đưa vào khai thác công trình cầu sẽ góp phần tạo thuận lợi giao thương, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trên trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng cầu Vĩnh Cửu thay thế cầu phao sông Hóa, nhằm nâng cao năng lực phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa thành thị với nông thôn, khu vực phía Nam thành phố với khu vực ven biển tỉnh Thái Bình, tạo thành hệ thống kết nối giao thông vùng, góp phần giảm tải giao thông qua quốc lộ 10, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương. Làm nhà cũng không được, thế và như vậy là san nhượng đất đai cho người khác cũng không được. Đất thì nhiều đấy nhưng mà rất là khổ sở. Ở ngoài thì lụt trên đây, mà ở dưới trên giường xuống thì lụt đến ngang bụng, nước ngang bụng luôn. Nghĩa là không thể ở được nữa, nếu một lần mưa lụt là không thể ở được nữa là phải đi sơ tán, các con cháu đi sơ tán hết. Thế còn mình ông lại là ông kê võng lên giờ cũng nằm ông trong nhà cửa. Đây là thực trạng cuộc sống của các hộ dân tổ dân phố 12, phường Đăng Hải, nằm trong dự án lô 10 mở rộng thuộc dự án đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi. Dự án khởi động từ năm 2002 và đến nay là gần 20 năm vẫn chưa hoàn thành. Gần 20 năm trong một dự án treo, xung quanh vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự sau.
Chung cảnh cùng các hộ dân đang sinh sống trong khu vực dự án treo này. Nhiều năm nay, bao hộ gia đình thuộc thôn Tiên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương không những sống trong cảnh môi trường bị ô nhiễm mà hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Những đống rác thải, đất thải, xỉ thải đang tràn xuống cánh đồng rau gia vị của người dân thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương. Men theo từng luống rau, một bên là rãnh cung cấp nước tưới, một bên là rãnh nước thải đen ngòm, bốc mùi khó chịu. Rau cứ héo và chết dần, người dân thì chỉ biết than. Được biết đây là cánh đồng rau cung cấp cho thị trường toàn thành phố. Báo động hơn, điểm xả cuối cùng của rãnh nước thải này là hệ thống sông Dế. Con sông cung cấp nguồn nước thô, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho 2 triệu người dân thành phố hiện nay. Dễ thấy, toàn bộ cánh đồng rau gia vị này cùng những núi rác nằm ngay sau bức tường của công ty cổ phần Habaco Hải Phòng. Nước thải là nước đục trâu, ngầu ngầu, thối, đen xì. Ôi giời ơi, nó tràn ra đây, rau chết dù mà. Chết dù xong lần ủng đúng gốc hết à. Dọc sau bức tường bao của công ty cổ phần Habaco là hệ thống đường cống nước thải đặc quánh cùng những đống đang dần cao như núi này, nằm lộ thiên ngay bên đường. Dư luận đặt câu hỏi, liệu đây có phải là chất thải của công ty cổ phần Habaco hay không? Vấn đề này, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc, xác minh, làm rõ. Thông qua số điện thoại đường dây nóng của Ban Thời sự 0889 870 870, người dân phản ánh về tình trạng mất trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng đoạn từ ngã tư Đền Liệt Sĩ quận Hồng Bàng đến khu vực cầu vượt ngã ba Đình Vũ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, phóng viên thời sự đã tìm hiểu sự việc. Nằm trên tuyến quốc lộ 5 cũ, mỗi ngày đoạn đường này có hàng nghìn lượt phương tiện xe cơ giới cùng nhiều loại phương tiện khác lưu thông. Giao thông hỗn loạn, người điều khiển phương tiện mạnh ai nấy đi. Tình trạng xe cơ giới đi với tốc độ cao, lấn vào phần đường dành cho phương tiện xe thô sơ diễn ra thường xuyên. Tuyến đường được nhiều người dân thành phố ví như con đường tử thần bởi đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Xe ô tô con mới cả lắm khi không tơ lơ, sát hẳn vào cái lề đường này lại. Nghĩa là xe máy này, xe đạp điện này, xe đạp là lên trên vỉa hè hết. Không có mà, không có lối đi đâu. Không thể nào mà thoát được nổi, không có đi nhiều quá. Mà rất là nguy hiểm, đi qua đây cô cảm thấy rất là nguy hiểm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bát nháo giao thông tuyến đường này là do bất cập hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống biển báo chưa được kịp thời thay thế, vạch sơn thì mờ, cùng với đó là ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của không ít người dân còn hạn chế. Lực lượng cảnh sát đã nhiều lần kiến nghị đơn vị chức năng khắc phục những hạn chế trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những kiến nghị đó vẫn chưa được quan tâm, khắc phục. Công an quận Kiến An đang điều tra xác minh làm rõ các vi phạm liên quan đến việc sản xuất, buôn bán các thuốc đông y hoàn tán của phòng Trần trị y học cổ truyền Hoàng Tùng, địa chỉ tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, gồm thuốc gia truyền TL6 ghi nhãn mác hoàn tán sỏi, TL7 hoàn khớp, TL8 bổ thận hoàn, TL9 hoàn bổ thận cố tinh, TL10 bổ tỳ hoàn. Những ai từng mua sản phẩm này liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An. Được biết, trong quá trình điều tra ban đầu, chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ công bố chất lượng của số thuốc đông y trên. Xin tiếp tục cung cấp tới quý vị một thông tin đáng quan tâm khác. Đó là Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Trong đó gồm danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, môi trường, tài nguyên, quản lý thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng và lĩnh vực quy hoạch. Trên địa bàn thành phố hiện có gần 2.900 tàu đánh bắt thủy hải sản. Trong quá trình đánh bắt dài ngày, ngư dân thường sử dụng bình ga để phục vụ hoạt động khai thác và sinh hoạt hàng ngày. Thêm vào đó, đa phần tàu cá của ngư dân là tàu vỏ gỗ nên nguy cơ cháy nổ khá cao. Mục theo dòng thời sự hôm nay xin giới thiệu tới quý vị cùng bà con ngư dân một số lưu ý trong quá trình sử dụng bình ga. Sử dụng bình ga cũng như là các cái bảo quản các cái trang thiết bị trên tàu và các cái đồ chứa xăng dầu phải đúng nơi quy định và có cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là bình cứu hỏa trên tàu sử dụng đúng cái lời quy định trên tàu và có cái ý thức chấp hành để
không xảy ra các cái hiện tượng cháy nổ trong quá trình khai thác. Vụ nổ bình ga trên một tàu cá ở Nghệ An ngày 10 tháng 3 vừa qua là cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng bình ga. Với hướng dẫn cùng những chỉ dẫn trên, chúc bà con ngư dân có những chuyến ra khơi hiệu quả và an toàn. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0889 870 870. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Lai. Và đến đây thì chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.